gọi là to, rất to các bạn ha. Đây, có cực kỳ to luôn đó. Thì nó to cho mà còn đẹp đúng mỗi không? chậu nó cho được vài quả như vậy là cũng ok thôi. Chín rất nhiều ha. Nhiều nhưng mà 4 quả đúng không ba? Nhiều nhưng mà chỉ được có 4 trái thôi. Nhưng mà hôm nay dâu rất là đẹp các bạn. Đúng rồi. Hôm nay thì hoa của dâu cũng rất là đẹp. Đó. Bạn thấy dâu mì đá đẹp chưa? Cực đẹp luôn ha. Tại ba quả này hơi bị chín quá rồi đúng không? Đúng rồi, không một quả chín quá các bạn ạ. Đó, đẹp chưa? Màu của dâu tây đẹp đúng không? Cực đẹp luôn, các bạn thấy cả màu tỏ tím ở đó, đỏ rực cả. Đó, đẹp ha. Cái quả này ăn ngon rất là đẹp. Quả này chín quá đúng không? Chín quá chấm với muối mì tôm là ngon nhất trên thế giới này. Quả này to ghê ha, mì đá này to, bạn thấy rõ chưa? Tại quả này nữa. To cực kỳ to luôn ha. Đây đúng không? Bạn thấy nào? Đó, quả đá rất là sụp quả này chưa chín một chút đúng không? Ta, quả này chưa chín một chút. Hơi xanh ha, quả này hơi xanh. Xanh ở dưới, đít. Quả đi. Đây là những cái ngó, cái này thì những cái ngó mới trồng các bạn, mới được mấy hôm thôi. Cái ngó đang ra giống các bạn nha. Đây, cái cây này thì quả nó không được đẹp ha. Cái đèn lứa thứ hai thì quả nó hơi xấu xấu ha. Cây này thì chưa cho quả nhưng mà đang cho ngó, bạn đang lấy ngó từ cái cây này. Hai cái cây này là ngó to nhất đúng không? Đúng rồi. Đấy, đây là mô hình mấy cây dâu tây lơ thơ nhà Khánh Hân TV. Đây là Ngọc Hân. Và bây giờ thì cha con nhà Khánh Hân sẽ dẫn các bạn đi một vòng để tham quan cái hàng dâu tây. Dâu tây của nhà Ngọc Hân nhá. À đây. Đây. Ê, cái quả chín chín này các bạn nha. Đó, quả chín này. Quả chín còn rất đẹp nữa. À, Ngọc Hân lại hôm vừa rồi hai cha con mới trồng ra được một chút đây các bạn. Một mấy một hàng đây. Rất nhiều dâu tây đẹp. Đây là trồng mới nhân giống ra các bạn nhé. Mới nhân giống ra những các cái chậu đây từ cái ngó các bạn. Đây là những cây mới này. Cũng có vài cây ba mới phải, mà ba phải cắt ngó đi đúng không ba? Bởi vì ngó rất dài. Cây này thì nó vừa cho hoa vừa cho ngó các bạn ạ. Đây, cây này ngó hoa trồng luôn, cây này ngó này trồng luôn ở trong cái cây này luôn. Đấy, còn đây những cái ngó mà trồng ra những cái chậu các bạn. Đấy, cũng đã rất là tươi rồi. Cái lá này bị sao rồi? Đâu. À, cây nó khả năng nó ra rễ chưa được nhiều cho nên là nó bị chết con. Đây là cái cây ba, mà ba, cây này cũng không ra rễ nhiều sao mà nó không bị sao. Rồi, được rồi, không sao, cây đã được rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ thì Ngọc Hân sẽ lại hái mấy quả dâu quả ha. Dạ. Đây. Có hái quả này không ba? Ba. Đâu? Chắc nó mới hai mấy quả chín thôi chứ không hai quả xanh. Để quả này cho nó chín mà thêm chút nữa. Để lại quả này. Ah, yeah. Một quả này. Hai. Quả này chín quá. Bị chỗ này bị trắng trắng bị sao đây ba? Thế nó bị trời mưa, có khả năng bị trời mưa. Đó, quả này rất là to các bạn nhá. Quả này rất to và rất là đấy, rất to ha. Đây, hôm nay sản phẩm của nhà Ngọc Hân đây. Kìa, cái quả kia con hái dưới kia luôn, đó. Đó, đó à. Phần dưới đúng rồi, đó. Quả này hơi nhỏ. Bị sâu cắn rồi. À, quả này bị sâu ăn. Quả này bị sâu nó còn thích mà đúng không? Sâu còn thích. Ủa, sâu nó cũng thích ăn dâu hả ta? Đúng rồi đấy. Đó, mấy cái dâu này rất là... Bởi vì dâu rất thơm. Rất là tốt rồi, nó vừa cho ra ngó vừa cho quả này to ghê ha. Có mùi cả thơm nữa. Đó, to ghê. Quả này to ghê. Dạ, quả này nữa. Con nghĩ quả này là to nhất. Quả này hơi nhỏ hơn nhưng mà... Con đưa ngón tay xem nó to cỡ nào. Ui. Ngón tay ấy, ngón tay quả to, chân tay to mấy ngón tay.
quả bưởi to thật, to hơn ngón tay có quả dâu Mỹ đá, cái quả có mình kia kìa to đó, đó, đó. Bên này đúng không? Quả này to, bạn thấy to ha. À. Quả này bạn thấy to, cực kỳ to ha. Đây các bạn, sản phẩm dâu Mỹ đá đó. Đó. Quả này chín mọng quá xong rồi ăn nó sẽ ngọt đúng không? Ngọt đúng, đúng không bà? Rất to. Đó. Thì bây giờ sẽ quay cho các bạn cái hàng dâu tây nha, bạn Ngọc Hân nha. Hôm vừa rồi hai cha con mới vừa ra, đây là các cái ngó ra là mới trồng ra các bạn nha. Trồng khi nào nó có rễ bắt đầu mình trồng ra này. Đó, đây là các cái cây dâu nhỏ, nó cho ra ngó thì mình sẽ ra như vậy. Sao nó cũng sẽ ra dâu đúng không ba? Đúng rồi. Bây giờ quay cho các bạn thấy cái hàng dâu tây mới trồng nhà bạn Ngọc Hân này. Đây. Đây, đó những cái cây đó là mình cái ngó hôm bạn Ngọc Hân mới trồng ra hôm vừa rồi đấy. Đây là cái ngó mới vừa trồng ra cái ngó cây con 20 tuổi này. 20 ngày tuổi này. Trồng ra chậu các bạn này. Đây đó, đúng không? Đó, trồng ra không có con cứ để ra đấy, đừng có bê ra này con. Đấy. Đó. Đây là cái chậu trồng từ cái ngó cây bố mẹ ra trồng ra đây. Cây bố mẹ nó lớn lên. Đây là cái con nó cũng sẽ phát triển đúng không ba? Là trồng ra được chừng này các bạn ạ, đang ra cho ra đây. Cái cây đang nhân giống ra rất là nhiều. Thì hy vọng là sau này mỗi cây nó vậy thì nó cho một vài quả. Cứ một cây như vậy thì nó cho được mấy quả mà như vừa rồi á là rất là đẹp các bạn, đẹp và có phải ban nói là trồng nhân giống ra thì nhiều chậu thì cứ một chậu thì bởi vì cái quả dâu đá Mỹ đá nó rất to. Đó. Quả to rất to các bạn ha. Đây. Có kỳ to luôn đó, thì nó to cho đẹp, mỗi chậu nó cho được vài quả như vậy là cũng ok thôi đó. Đấy, đó. Con sâu ai cho mày ăn đó, rất là đẹp ba hả? Con rồi, video của Khánh Hân TV xin kết thúc ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hôm sau rồi có ra nhiều trái thì bạn Ngọc Hân đi chú Huấn đó, chú Huấn bỏ đưa chị Út. Thì hôm sau có nhiều dâu thì Ngọc Hân lại sẽ hái ha. Rồi Ngọc Hân xin chào các bạn nhé. Hôm sau có nhiều dâu Ngọc Hân lại hái dâu và để làm video gửi các bạn ha. Rất là đẹp các bạn. Cảm giác hái dâu rất là thích. Đó, rất to các bạn ha, to bằng hơn hai ngón tay luôn. Đây. To. To hơn bàn tay con luôn. Wow, rất to. To hơn bốn ngón đúng, tay. Rất to. Rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye. Các bạn đừng quên đăng ký kênh của Khánh Hân TV nhé.